Chào anh. Chào bà con mình trong diễn đàn nha. Đúng ra thì tôi thì muốn ngủ rồi, nhưng mà cái vết thương nó hành quá, mày nó nhức cái đầu, cái vết thương ở sau gáy nó nhức quá trời, ngủ không được. Rồi nằm ở trần độc hoài, nghe mấy anh em lên nói thì thôi cũng góp ý chút 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 ý của mình cho cái diễn đàn nó sơ tụ một chút. Thì đúng như nãy giờ anh em mình nói, đến nói tới ngày 30/4 thì nó rất, có rất nhiều đề tài, như cái mảng mà nãy giờ anh Cầm nói rồi Trung nói thì mỗi người được nói một mảng. Như ở đây tôi muốn nói thêm cái là cái nhìn nhận, cái sự nhìn nhận của mỗi của cái người bên thế giới bên kia, hoặc là những người còn ở lại đây nhưng mà còn vẫn còn cái tư tưởng Việt Nam Cộng Hòa hay nói là cái tư tưởng là dân nô vẫn còn. Thế thì tôi nói rất là công tâm nha, tôi không thù ghét ai hết, nhưng mà có cũng một cái điều tôi nói là những người đó là những người không 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 đáng sống, không đáng là người Việt Nam. Để nói theo kiểu của người Việt Nam và của người Tàu, tại vì hai cái nền văn hóa nó giống giống nhau, thì chúng ta thấy cái mình thất bại mà mình không chịu mình thất bại, thì những kẻ đó là những kẻ tiểu nhân, không đáng gần, không nên gần họ, đúng không? Mình thất bại thì mình phải chịu mình thất bại để mình làm lên, phải để mình làm nên cái việc làm, mình tiếp tục mình làm để cho nó đem lại sự thành công. Hoặc là lúc đầu ta chứng tỏ ta là người anh hùng thì ta chiến đấu cho tới cùng, chiến đấu cho tới chết, thì làm vậy đi. Còn bây giờ theo cái thuật ngữ mà như mọi người đều nói là đánh không lại Mỹ bỏ rồi đu càng theo Mỹ chạy đi, rồi bây giờ quay trở lại còn những người không đu càng ở là đây núp lùm, thì cái lâu lâu chọt lên cái nói cái chê bai thế này thế nọ. Chúng ta hãy nhìn lại, ở đây tôi và Thư Quang và mọi người đều nhìn một số người lớn tuổi, nếu mà còn ở trong diễn đàn này như anh Cầm, thì chắc Trung thì năm nay khoảng 40 tuổi, thì Trung chắc chưa có ở trong cái hoàn cảnh, sống trong cái hoàn cảnh mà thiếu ăn, đói ăn thiếu mặc. Trung thì không biết, nhưng mà nó cũng đã chắc cũng nghe cha mẹ nói. Rồi Thư Quang thì chắc biết, ở tuổi Thư Quang chắc biết. Nó thì sau bao nhiêu năm, trước khi nói đến sau chiến tranh, ta nói trong cái một đất nước khi mà chiến tranh xảy ra đó, thì không chết đói, thì sau khi mà kết thúc chiến tranh không chết đói đã là may rồi. Nhưng Việt Nam chúng ta có chết đói không? Thì cơ sở vật chất thành phố của các tỉnh, các thành phố ở miền Nam có nơi nào trở thành bình địa không? Có tấm máu gì tụi nó tuyên truyền không? Nhưng mà đói thì có đói đó. Bởi vì sao? Nguyên nhân vì sao? Phải nhìn lại nguyên nhân vì sao mà đói. Thứ nhất là mới có được, không cần mà một vài năm giải phóng xong là bắt đầu Pol Pot nó gây chiến với mình đó. Rồi tiếp theo đó 10 năm chiến tranh biên giới với Pol Pot, với Trung Quốc 10 năm nha, ở Bắc và Nam đều 10 năm. Nhớ một cái điều, các bạn nhớ giùm tôi một cái điều như này: khi chúng ta rút quân ở bên Campuchia về thì Trung Quốc mới chịu rút quân ra khỏi huyện Vị Xuyên, ở các mở đỉnh cao, điểm cao của huyện Vị Xuyên. Nhớ giùm tôi điều đó. Để thôi nói là Trung Quốc nó thế này thế nọ, nhưng mình không có đâu. Nó là nó đánh, nó bám trong nó, một là nói là dợt quân, nhưng thật ra nó kìm hãm cái lực lượng của mình ở bên Miên, để cho mình không có dùng toàn lực của bên Miên được. Nó chơi cái chiêu đó là để cho mình mà phân tán lực lượng, chơi chiêu phân tán lực lượng. Thì chúng ta thấy rằng 10 năm trời dây dẫn chúng ta đánh nhau với Trung Quốc và Pol Pot ở hai đầu đất nước. Đất nước đã cạn kiệt sau năm 1975, sau khi đánh đuổi đất nước Mỹ, đánh đuổi đế quốc Mỹ và đánh sụm cái tụi mà tay sai. Thì tới Pol Pot và tới Trung Quốc đánh là 10 năm ròng rã. Thì bao nhiêu nhân tài vật lực đều đầu tư cho, đều phải đổ vào cho chiến tranh hết, toàn là chết sức trẻ không, những người mà có năng lực làm giàu cho đất nước không, toàn là chết những người đó không, toàn là những cái bi thương những người đó không đó. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã kiệt quệ về sinh lực, cộng thêm bao nhiêu năm nó cấm vận chúng ta nữa. Tới năm 1980, tới năm 1995 nói là nó ban giao với mình, nhưng thực sự nó chưa có xóa cấm vận,
Chưa sót hấp dẫn. Chúng ta tự lực cánh sinh. Đó, chúng ta tự lực cánh sinh để tới ngày hôm nay, như hồi nãy tôi có nói trong comment, là chúng ta không còn ăn ngon mặc đẹp nữa, mà chúng ta ăn sang mặc thời trang. Điều này là những người mà không ăn được, không ăn sang được, không mặc theo thời trang được, không mặc thời trang được, là do chúng ta không chịu phấn đấu lao động. Không chịu lao động, cho nên chúng ta không có thu nhập thì làm sao mà ăn sang, làm sao mà mặc thời trang được. Đó, cho nên nếu chúng ta không khá lên là do chúng ta. Vì sao tôi dám nói câu đó? Bởi vì bây giờ chúng ta nói là nhà nước không, ngành nghề không, không 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 có phát triển, thì điều này là hoàn toàn sai. Ngành nghề nhà nước cho phát triển rất là rộng. Nên ai muốn làm gì đó làm, miễn đừng vi phạm, đừng phạm pháp thôi. Còn bây giờ thuế, bây giờ nhà nước cái chính sách thuế của mình, nếu bây giờ chúng ta thử hãy so sánh ở những ai ở nước ngoài thôi, so sánh cái thuế của chúng ta, đặc biệt là cái thuế nông nghiệp là nhà nước miễn ngay là hơn 20 năm rồi. Miễn thuế nông nghiệp hơn 20 năm, thậm chí kể cả cái nông sản, hàng nông sản nha, kể cả hàng nông sản buôn bán, sản xuất ra bán được theo cái chỉ thị 41, theo cái quyết định 41 của Thủ tướng Chính phủ, là của chính phủ chứ không phải Thủ tướng, của chính phủ là cái quyết định 41 là hàng nông sản cũng miễn thuế luôn. Buôn bán giao dịch trên thị trường thì miễn thuế hết. Thì thấy là cái chính sách về nông nghiệp, tôi chưa nói là chính sách khác nha, về công nghiệp nha, về thương nghiệp nha, đó chúng ta thấy là nhà nước mình là coi như mắt nhắm mắt mở, hoặc là miễn hẳn luôn để cho bà con nông dân mình phát triển, nói chung người dân Việt Nam mình phát triển, phát triển kinh tế, mà chúng ta không làm được, không làm ăn được là do chúng ta cứ đổ thừa nhà nước, gò bó kìm kẹp thế này thế nọ. Đó là nó bậy. Bây giờ cái đám bên kia nó với ở đây nè, cái đám ở đây nó làm biếng ăn tối ngày. Tôi thấy nó cầm chai rượu quăng rùng xanh ở xóm tôi, cái xã tôi có hai băng rùng xanh, gáp tôi là một nè, gáp tôi nói là với cái ấp kế bên, gáp kế bên là những cái lứa tuổi như tôi nó chết cách đây khoảng 20 năm, 10 năm, 20 năm hết rồi. Là nó nhậu băng rồng xanh, biết tại sao gọi là băng rồng xanh không, sáng là nó chỉ cần kiếm tiền nó mua một chai rượu hoặc 1-2 lít rượu gì đó, rồi nó hái đậu rồng đậu bún nó ăn, cái đậu rồng đậu bún nó gọi là rồng xanh đó. Nó nhậu đó rồi riết nó chết hết rồi, 12 năm, 10 năm, 20 năm chết sạch hết rồi, chết này trên 10 năm đó. Thì không làm, lo ăn lo nhậu, lo làm cái chuyện trời đất vậy đó. Rồi biết làm sao khá, rồi bây giờ chửi lại, ngồi nói xấu lại như cái thằng gì Hùng Điêu Linh gì đó, nó thằng Điêu Hoa chứ Điêu Linh gì đó, là nó ăn nói chuyện rất là Điêu Hoa, Hùng Điêu Hoa. Tôi nói hồi nãy tôi không muốn cãi nhau với nó, bởi vì tôi nhớ một cái câu của tôi có thường nói với anh chị em mình trên diễn đàn, là nếu mà cãi nhau với thằng ngu thiếu giót đi, ngu cãi nhau với thằng thiếu giót thì hai, thì quá ra hai thằng thiếu giót cãi nhau đó, cho nên tôi không muốn cãi nữa. Tôi không muốn nói chuyện nữa. Ở trên diễn đàn này là nói, nên nói, nên xây dựng cho nhau, nói với nhau những điều tốt đẹp để hướng cho nhau, cùng nhau tiến lên, cùng phát triển, chứ không phải là dìm nhau, chửi nhau. Nó nổi mà cái nó là phân biệt Bắc Kỳ với Nam Kỳ, tôi tới thằng này rồi đó, có vấn đề rồi. Thấy không? Đọc comment cái nó đây. Bắc Kỳ, Nam Kỳ, cái đó là phân biệt chủng tộc, phân biệt vùng miền. Cái là ở đâu mà có Nam Kỳ với Bắc Kỳ, do ông Pháp nó đặt ra để nó cai trị. Mà bây giờ vẫn còn là Bắc Kỳ, mấy chục năm nay thì vẫn còn Bắc Kỳ với Nam Kỳ. Cái này là đầu óc này nó nặng lắm rồi. Nó thiếu gì hết nặng, nó đâu có hiểu gì lịch sử đâu. Nếu nó hiểu lịch sử của dân tộc thì nó không gọi là Bắc Kỳ. Miền Nam, miền Bắc, miền Trung chứ làm gì có Bắc Kỳ, Nam Kỳ lúc này. Chỉ có thuộc con hàng này là cha mẹ nó hồi xưa chắc cũng làm tay sai cho Pháp. Cho nên nó mới còn cái tư tưởng đó. Đó, cho nên tôi nói là nó đánh phá mình không từ một thủ đoạn nào hết. Từ những cái chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đời sống của người dân lao động bình thường, chứ không cần là chính quyền, không cần là đảng viên cán bộ chính quyền đâu, trong cái đời sống, trong đời sống nhỏ nhặt nhất của người dân lao động bình thường, nó vẫn nói, vẫn đánh phá được. Tôi rất là ngưỡng mộ, rất là thương cảm cho những người nào mà làm lại. Nhưng mà bây giờ tôi nói ví dụ như không phải làm lạc như do điều kiện, ví dụ như trường hợp của anh Cầm nha, tôi đó như điều kiện anh Cầm hồi xưa đi lính, thật ra bản thân anh cũng đâu muốn, nhưng mà
là một công dân trong cái nước, cái nước, cái đất nước, một cái lãnh thổ, một cái vùng lãnh thổ, nó như vậy đó. Thì ảnh nó bắt anh đi lính thì anh đi, nhưng mà sau này ảnh nhận ra ảnh không còn là ngụy nữa, ảnh coi như là tự ảnh đã gột bỏ trong đầu ảnh không còn là ngụy nữa, thì ai dám coi ảnh là ngụy, mà người ta còn trân trọng cái tình cảm của ảnh dành cho đất nước, cho dân tộc này, người ta quý trọng cái tình cảm đó, quý trọng con người ảnh và quý trọng tình cảm của ảnh dành cho đất nước, cho dân tộc này. Tại vì sao? Tại vì ảnh chính ảnh đã gột rửa được cái tư tưởng là ngụy quân ngụy quyền trong đầu anh, tự gột bỏ được cái tư tưởng tay sai trong đầu ảnh, thì ảnh trở thành một người công dân Việt Nam tốt thôi chứ có gì đâu. Nói chuyện đó người ta rất là trân quý. Còn có những người bây giờ là dân Việt Nam không có gì hết, nhưng mà tối ngày cứ ngó bên Mỹ, ngó bên châu Âu đó. Như bây giờ bà con mình cứ nhìn thử cái thằng Ukraine đó nha, Ukraine nó ngó thằng Mỹ riết, bây giờ đất nước tan nát, năm năm chục năm sau nó chưa xây dựng lại được cơ sở vật chất như bây giờ. Một cái sự ngu xuẩn mà làm lãnh đạo một đất nước, mà để cho đất nước mình bị tàn phá, đưa vào cái cuộc chiến tranh nó tàn phá tan nát, không còn thành bình địa trên. Nó nhìn lại Ukraine đâu mới có tháng mấy à, năm nay là hôm nay là ngày thứ 50 à, là chiến tranh với Nga là ngày thứ 50, mà so với cái cuộc chiến tranh 21 năm của mình với Mỹ mà nó tàn phá có mấy năm ở mấy năm ở ngoài Bắc, là có thể là nó mình còn đỡ hơn Mỹ, mình còn đỡ hơn Ukraine. Tôi nói thật nha, năm 79 lúc đó mà cái đơn vị tôi đi trên của đoàn tàu đi ra ngoài Bắc là đi ngang tới thành phố Vinh, tôi nói thật đó. Năm 79 rồi tôi nói thật với Hoàng với Thơ là dòm thấy cái ga Vinh, dòm thấy cái ga Vinh thôi, cái ga xe lửa Vinh, tôi nói to nè, rồi thanh tà vẹt nè, rồi ray nè, thanh ray nè, nó nằm cong queo luôn, toa tàu thì nó cháy, rồi mấy thanh tàu vẹt thì nó chăng tứ tung nó cong que, tôi nói dòm thấy tang thương, tôi nói sắt thép mà nó còn vậy thì con người làm sao mà chịu nổi. Thế mà người Việt Nam vẫn kiên cường đánh đánh đuổi được Mỹ, mà nó không nhìn thấy là cái đó là cái chân lý, tại sao Việt Nam phải đánh Mỹ, tại sao Việt Nam phải đánh Ngụy, nó không có nhìn thấy cái đó. Mà nó tối ngày nó bị, hồi nãy tôi có nói trong cái tôi có comment, nó gọi là thắng tư đen, vậy tất nhiên là nó phải gọi vậy thôi, bởi vì trước đây nó ăn trên ngồi trước, nó chèn ép, nó giết hại dân, nó bóc lột, nó nhũng nhiễu để mà nó có, nó ăn trên ngồi trước, ăn sung mặc sướng. Rồi bây giờ cái là cuộc cách mạng thành công, đuổi tụi nó đi, đánh tụi nó, rồi đuổi tụi nó lớp nào đi, rồi lớp nào ở lại. Thì cái số mà nó thức thời thì mình không nói, còn cái số không thức thời thì nó cho nó là tháng tư đen, bởi vì nó đâu còn ngồi trên đầu cổ của dân được mà không đen, nó bây giờ trở thành một thằng cùng đinh luôn ở bên nước Mỹ. Còn họ những người mà ở lại đây thì phấn đấu làm ăn thì có những người nó giàu, có nhiều người rất giàu gần đây nè, ở nhà tôi rất nhiều người rất giàu đi lính ngụy hoặc là làm cho tham gia trong ngụy quyền, họ rất giàu, họ gột bỏ hết, họ bỏ hết, họ không còn là ngụy là gì nữa, tay sai gì nữa. Họ cũng nói rất thẳng là tại vì thời cuộc bắt họ đi họ mới đi, thì bây giờ họ về họ bỏ hết, giống như trường hợp của anh Cầm, thì bây giờ ta rất trân quý ta làm giàu. Còn có những người ăn không ngồi rồi tối ngày phá, tới ngày 30/4 nè, tôi sáng nè, tôi nói là với thơ quan sáng này nè, tôi mà tôi uống cà phê, tôi quán bởi giờ tôi riết tôi bỏ, tôi không ra quán cà phê tôi uống nữa. Tôi mà tôi không nhịn được chứ tôi cũng xách cái bình nước sâu tôi đập vô mặt nó, cũng có vụ 30/4 mà tuổi thì nhỏ chưa đáng bao nhiêu, mới có 30 40 tuổi mà nổi giọng trên trời, cũng nghe ba cái vụ YouTube á, như 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 hồi nãy gì nông dân nó đó. Cho nên tôi nói tôi rút lại những đề, tôi nói khuya rồi giờ cũng 12 giờ hơn rồi, tôi rút lại những đề tôi nói là mỗi một năm tới ngày 30/4 thì không phải ở nước Mỹ nó chọc gì nó phá mình nó chửi mình, mà trong nước mình này nè, trong nước nè nó vẫn còn râm ran, mình nó âm thầm, nó lặng lẽ, nó truyền tay nhau, nó chống nó phá chứ nó không có yên đâu. Mà tôi nói cái điều này nè, nếu mà
có những cái diễn đàn như Thư Quang diễn đàn rất tốt để chúng ta truyền tải với nhau những cái thông tin tốt đẹp để nhận để cho mà chúng ta nhận thấy rằng à đất nước này cần phải làm gì, chúng ta phải có trách nhiệm như thế nào, mọi người chúng ta không nên đòi hỏi đất nước này phải có phải làm gì cho mình. Tôi không có nói theo văn học nha, mà bây giờ tôi nói theo luật, không đòi hỏi, không 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 nên đòi hỏi đất nước này, tổ quốc này đòi là làm gì cho mình, mà mình phải xét lại là mình làm gì cho đất nước thì chưa. Đúng rồi. Có những người tới giờ này chưa đóng được một đồng thuế cho nhà nước, nhưng mà cứ đòi hỏi là nhà nước phải lo cho họ, họ ăn, họ nhậu, họ phá, họ phách, họ lên, họ chống đối đủ thứ hết. Đó. Mà trong khi họ chưa đóng góp được một đồng bạc nào thuế nào cho nhà nước hết, để nhà nước có mà phát triển cái cơ sở tầng cái nền kinh tế này. Đó. Cho nên cái luật nghĩa vụ quân sự đôi khi nó lại lớn hơn cái luật nhân quyền, có thời những thời điểm nó lớn hơn luật nhân quyền. À, cái nhân quyền nó là luật á, nó cái quyền được sống á, có khi cái luật nghĩa vụ quân sự nó lớn hơn, là nếu như đất nước có chiến tranh thì luật nghĩa vụ quân sự lớn hơn, bởi vì thời điểm này là thời điểm bắt buộc anh phải hy sinh mạng sống của mình mới bảo vệ, phải bảo vệ đất nước đó. Cho nên rằng nếu chúng ta là một công dân có ý thức, có trách nhiệm, chúng ta phải hiểu được, rằng cái trách nhiệm của một công dân đôi khi phải hy sinh mạng sống của mình cho đất nước, cho dân tộc. Mà có những người họ không hề họ họ không hề nghĩ tới, họ cứ nghĩ rằng à đất nước và dân tộc mày phải có trách nhiệm với họ. Cái đó là gì? Ích kỷ tiểu nhân, đó là vô ơn, không biết ai hết ngoài bản thân mình, mấy người đó không đáng sống. Thôi xin cảm ơn mọi người, cảm ơn cơ quan đã dành tôi một ít thời gian, tôi nói lên cái suy nghĩ của mình. Trước đây tôi lâu lắm rồi tôi không dám nói, bởi vì tôi cái đầu tôi nó cứ trời, mà mỗi lần trở trời nó đau quá trời đau đi, nói lên thì nó quên tới quên lui. Thôi xin nếu mà có gì thì nói nó không không được suôn sẻ trôi chảy thì xin bà con có thông cảm nha. Rồi, xin chào. Cảm ơn thứ nhất ạ. À.